đường đời thêm hiếm quạnh, một mình em vẫn đủ nơi tình yêu xanh thắm. Ngoài kia đầy giông bão, chờ một ngày mình đi, một mình em đi qua bao nhiêu chán ngán. Ngày đêm em luôn mơ về nơi nắng vàng, chỉ có anh cần bên khẽ khàng. Về một ngày bình yên biển xanh cát vàng, chỉ có anh bên em nhé. Chỉ muốn anh bên em thật gần. Cố lên, tôi đi được rồi. Tôi có thể làm được mà. Tôi tin cậu. Tôi làm được rồi. Tốt lắm. Sao vậy cưng? Sao em lại đứng sững ra như vậy? Chẳng lẽ em không chào được anh một tiếng sao? Em ngó lơ anh nhanh quá đấy. Sao dám tôi hoài vậy? Thế em không định mời anh đi dự sinh nhật của em à? Rồi là buổi ra mắt của con trai chúng mình nữa. Không có chúng ta gì ở đây hết á. Anh nghe cho kỹ nè. Con là con của tôi, không phải của anh. Tôi không muốn anh dính dáng gì đến nó nữa. Anh nghe rõ chưa? Nó cũng là con tôi, cho nên tôi được quyền đến thăm nó. Dẹp đi, ở đây không ai chào đón hết á. Muộn rồi cưng ơi, anh đã quyết định rồi, cho nên anh mong cưng hãy chuẩn bị tinh thần mà đón tiếp anh ở hôm đó. Bây giờ thì bye bye cưng. Anh phải đi. Hẹn gặp cưng hôm đó nhé. Chào ông bạn. Mời cậu uống nước. Cảm ơn cô. Sơn Lâm. Ê, Kỳ Nam. Ơi. Khỏe không? Lâu quá rồi mới gặp. Dạo này cậu khỏe không? Khỏe. Cũng may là không bệnh tật gì hết. Còn anh? Tôi vẫn khỏe, cơm ăn vẫn đầy đủ ba bữa. Thôi ngồi vào đây đi, ngồi vào đây đi, ngồi vào đây. À, dạo này trông vẫn phong độ nhá. Này, thế dạo này cậu đang làm gì và cậu đang ở đâu? Tôi quản lý trang trại trên Bảo Lộc. Hả? Làm gì ngạc nhiên chứ vậy? Quản lý trang trại trên Bảo Lộc á? Ừ. Nhưng mà cậu học về bác sĩ sản cơ mà. Chuyện dài dòng lắm. Tôi sẽ kể cho anh nghe sau đi. Còn anh, còn làm bác sĩ khoa ngoại thần kinh không? À thì tôi vẫn thường xuyên cộng tác với các bệnh viện. Nhưng mà công việc chủ yếu của tôi bây giờ là làm ở bệnh viện tâm thần, ở khoa tâm lý trị liệu. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh làm ở bệnh viện tâm thần. Sao kỳ vậy? Ừ, thì tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe sau. Nói đùa vậy thôi chứ cũng nhiều người ngạc nhiên lắm. Và tôi đã làm xong bằng tiến sĩ cách đây 2 năm. Và tôi rất yêu thích công việc đó. Thôi mà đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện về cậu đi. Thế ngọn gió nào đưa cậu từ Bảo Lộc đến tận đây thế này? Tôi đi tìm một người phụ nữ. Con à? Dạ. Con nói chuyện với Nắng có nhiều không con? Ừ, dạ con nói cũng nhiều. Nhưng mà rốt cuộc thì con cũng không khuyên được anh Nắng như Huế gì hết á. Nắng có nói gì không con? Anh chỉ nói với con á là bây giờ công ty của anh mới mở thêm một chi nhánh mới nữa. Để giúp công ty thì anh sẽ chuyển đến nó để làm. Nhưng mà con nghĩ anh cố tình lánh mặt á. Dì biết mà. Ờ đúng rồi, dì ba có đọc được tin tức về cái người phụ nữ mà giết vợ anh Kỳ Nam không? Có con. Con thấy người phụ nữ đó rất giống với người phụ nữ người Bắc đã hủy hoại cuộc đời anh Sơn Lâm lắm. Con à, Sơn Lâm nó tốt với con như vậy, tại sao con ở trển luôn đi, về đây làm chi vậy?
con không thấy hối tiếc hả? Tiếc hả? Nhiều lúc con cũng thấy tiếc lắm. Con tiếc vì mình đã bỏ qua cơ hội tìm cho mình một người đàn ông tốt, tìm cho con trai của con một người cha, rồi có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Nhưng mà con cũng biết sao mình lại điên vậy nữa. Con chạy theo một người không bao giờ thuộc về mình hết. Đúng là điên mà. Lại đi theo tiếng vọng của tình yêu à? Làm gì thì làm, tôi vẫn phải tìm ra cô ấy. Nhưng mà hình như cô ấy bỏ cậu à? Mà sao trông cậu có vẻ đau khổ thế? Nghĩ cũng lạ. Bọn đàn ông tụi mình á, lúc thì chạy theo người đàn bà này, lúc thì chạy trốn khỏi người đàn bà khác. Thực ra thì đàn bà họ cũng lạ như thế thôi. Họ luôn đi trước hoặc là đi sau đàn ông, khiến chúng ta cứ phải chạy ngược chạy xuôi, đúng không? Nè, tôi đọc báo thấy gia đình cậu không vui, thành thật chia buồn nha. Thật lòng cảm ơn cậu. Tôi cũng đang đau đầu với cái vụ án đó đây. Tòa án có kết luận gì chưa? Chưa. Nhưng mà tôi và luật sư đang rất cố gắng. Tôi thấy hình cô ta trên báo. Cô ta là gia sư của con gái anh hả? Tôi đã thuê cô ấy làm gia sư cho con gái tôi khi mà vợ tôi bị mất tích. Cô ấy tên gì? Cô tên là Lan Phương. Tôi cũng biết tin, nhưng lúc đó tôi không có số điện thoại để hỏi thăm anh. Nhưng mà cậu có biết không, vợ tôi lại không hề mất tích. Cô ấy đã giả vờ biến mất và sống theo ý thích của mình. Tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy chứ? Và rồi đến một ngày, cô ấy không còn một đồng xu dính túi. Cô ấy lại quay trở về và nghiễm nhiên lại là vợ của tôi. Trong khi đó, tôi lại đang yêu bông sen mất rồi. Lại là một cô gái khác chứ không phải Lan Phương. Vì mà báo chí nói là... Không đúng. Tôi đã quen và yêu bông sen trước. Con đã chuẩn bị gì vai diễn rồi chưa? Con tập tành xong cũng được hết rồi đó. Mày cũng ngộ quá. Xong lựa cái vai nào cho đẹp đẹp chút. Trời đất ơi, cái vai gì mà kỳ thế bà ấy. Hai này, hai người cũng tới vậy trơn á. Con diễn kịch đúng không? Thì người ta tới chủ yếu người ta coi con diễn xuất làm sao, chứ phải con trình diễn thời trang đâu mà còn đẹp. Hai thấy con có vẻ lo lắng đó nha. Lo sao không lo. Rồi hai biết không, anh Đỉnh ha, anh tuyên bố với báo chí tùm lum hết trơn á. Chuyến này mà con diễn không ra hồn thì có nước đào đất mà chui xuống luôn á. Nói gì là lần này còn lên báo nữa đã. Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cậu đi. Thế bây giờ cậu đang đi tìm ai? Đó là một cô gái ở nhờ trong trang trại của tôi. Lúc đó cô ấy đang mang thai. Thế gia đình của cô ấy đâu mà cô ấy lại phải đi ở nhờ? Tôi không biết giữa cô ấy và ba của đứa bé có chuyện gì xảy ra nữa. Cô ấy rất buồn và muốn chạy trốn anh ta. Ở một thời gian, tôi nhận ra rằng cô ấy rất trong sáng và dễ thương, nên cô ấy đã chinh phục tôi. Thế cô ấy có yêu cậu không? Tôi nghĩ là có, vì chúng tôi chuẩn bị đám cưới với nhau nữa mà. Cô ấy lặng lặng ra đi, không một lời từ biệt. Thế cô ấy tên là gì? Hương Trà. Hương Trà. Nhà thơ của em đang làm gì đó? Em ghẹo anh hả? Anh coi nhóc dễ thương cho anh. Nếu đứa bé này là con em thì chắc em hạnh phúc lắm ha. Bây giờ em cũng đang rất là hạnh phúc mà. Anh thật có lỗi. Ngày đó vì sợ trách nhiệm mà đã không dám có con như. Thế ngoài ra cậu có biết gì về họ hàng của cô ấy không? Tôi chỉ biết một người thân của cô ấy. Chính bác ấy đã đưa cô ấy đến tá túc nhà tôi. Thế cậu chỉ biết có thế thôi à? Cô ấy không phải là người cởi mở. Nhiều lúc tôi muốn hỏi chuyện, cô ấy lảng sang chuyện khác. Anh cũng biết tính tôi rồi đó. Nếu người ta không muốn trả lời thì tôi cũng ngại hỏi lắm. Như thế là cậu đang mò kim dưới đáy biển đấy. Làm gì thì làm, tôi nhất định tìm ra cô ấy, rồi hỏi tại sao cô ấy lặng lặng ra đi. Được rồi, tôi quyết định ủng hộ cậu. Nhưng mà thế này, bây giờ cậu phải ở lại đây rồi từ từ đi tìm cô ấy nhé. Cảm ơn anh. Tôi không muốn làm phiền gia đình anh đâu.
Phiền gì mà phiền. Cậu phải ở lại đây. Cậu phải ở nhà tôi. Nếu mà cậu ra khách sạn ở là tôi buồn đấy. Làm gì thì làm tôi không cần biết. Nhưng mà cậu phải ở lại đây. Đến khi nào cậu phải tìm ra được cô ấy. Và cậu phải chiến đấu cho tình yêu của mình chứ. Sinh nhật Tục Quỳ sắp tới rồi. Mình có nên đi hay không? Nếu lỡ mình tới đó biết được Trầm Hương là người yêu của người khác, như vậy thì tệ lắm. Mà nếu không đi, làm sao biết có cơ hội hay không? Mẹ, sao nhà cửa lại bề bộn thế này? Nhưng mà mẹ vẫn thật sự lộn xộn này. Mẹ cứ phải nhìn con nằm dán mắt bên trần nhà. Mẹ thấy bức tranh mới con đẹp không? Đẹp lắm con à. Mẹ, chuẩn bị cho con bộ đồ mới đi. Tuần sau đi sinh nhật Thục Quỳ. Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị cho con. Vậy khoảng 4 giờ qua đón em nhé. Được rồi, em cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Anh đến là mình đi nha. Em nhớ là anh không đọc mail em à. Em biết rồi, em cứ nói đi nói lại hàng trăm lần. Gì đó là sự thật. Vâng, vậy là sẽ gặp lại em. Thế nhá. Bye bye. Alo. Em đây ạ. Em khỏe không? Dạ em khỏe, cảm ơn anh. Anh thế nào rồi? Anh khỏe. Em gọi vì muốn nghe giọng nói của anh. Em muốn... Cảm ơn em vì em đã suy nghĩ tới anh. Bây giờ em qua nhà anh được không ạ? Anh nghĩ không tiện đâu. Bây giờ anh đang bận rồi. Chuyện của chúng mình em đừng có suy nghĩ gì nhiều nha. Vậy nha. Tình hình này mình sẽ cầm chắc chiến thắng. Hương, em ra đây. Anh giới thiệu cho em một người. Giới thiệu với em, đây là anh Sơn Lâm, là bạn học của anh. Bạn học từ thời sinh viên đấy. Còn đây là Trầm Hương, là em gái của tớ. Chào em. Chào anh ạ. Chắc anh ở lại chơi với anh Nam. Em đi có chút việc chút. Em đi. Ok ạ. Hương, em gái của anh sao vậy? Thấy cô không được vui? À, không sao đâu. Chắc là nó lại cãi nhau với người yêu nữa mà. Mà tôi vừa vào tôi dặn bà Tám rồi, đã sắp xếp phòng ngủ cho cậu rồi. Ở đây ra khách sạn làm gì nhá? Để tôi về khách sạn lấy đồ đã. À ở nhà. Thôi được rồi, thế tôi với cậu đi nhá. Ok, đi, đi. Trời ơi, bày vẽ chi vậy? Ra ngoài mua đại một cái á, vừa đẹp lại vừa đỡ vất vả nữa. Năm nào mà tao nhớ tự tay nấu ăn đãi mọi người dịp sinh nhật chứ. Nhưng mà năm nay bận béo hơn anh quá nên không nấu, ít nhất phải lòi cái bánh để giữ thói quen. Trời ơi là trời, coi đi nè, còn có một người phụ nữ họ đảm đang nhất thế kỷ 21 nè trời. Nè, cái Tùng nè, hôm bữa Cao Định đến đây á, ông nói Lộc sẽ đến vào ngày sinh nhật đó. Tao không biết ông có hồn đâu. Trong điều tra đó có hồn của mày ơi. Cha anh nói là nó làm mà. Sao để hắn được đó? Thôi thì coi như là ngày đó mà cứ coi như là không có hình giá đi. Coi như mọi chuyện bình thường là được rồi, cái gì đó. Nhưng mà tao sợ ông đến ông quậy phá thì làm sao tao nói chuyện với... Với ai? Thì với anh Hình Đàn. Tôi mang tài liệu của bác sĩ Thịnh đến đây. Anh có thể xem. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong phiên tòa sắp tới. Hơn nữa, anh lại là bác sĩ tâm lý. Anh có thể giúp tôi trình bày trước tòa về căn bệnh này một cách thật ngắn gọn, đầy đủ và thuyết phục. Đây chính là tài liệu đầu tiên ở Việt Nam công nhận căn bệnh này. Hơn nữa,
Nó đã được nghiên cứu một cách rất tỉ mỉ và đã được chứng nhận bởi các bác sĩ chuyên khoa. Trong tài liệu này có những phần ghi rất rõ về những biểu hiện của người mắc bệnh đa nhân cách. Chúng ta có thể dựa vào đó để chứng minh trong trường hợp của cô Lan Phương. Điều quan trọng hơn là nếu như tôi nói thì tòa án sẽ nghĩ rằng tôi đang bao biện cho Lan Phương hoặc là tôi đang chạy tội cho cô ấy. Nhưng nếu như bác sĩ Thịnh cùng tập thể các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện tâm thần đứng ra chứng nhận thì tôi chắc chắn rằng không ai có thể phản biện được. Tôi cũng nghĩ như thế. Này, thế anh có nghĩ rằng Lan Phương có khả năng tráng án không? Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đang bào chữa dựa trên những giả thuyết có cơ sở và đã được chứng minh. Tôi rất hy vọng là Lan Phương sẽ được thả tự do. Trước tiên là tôi tin rằng cô ấy vô tội. Còn sau đó, bởi vì tôi nghĩ rằng thảm kịch này xảy ra, một phần là có lỗi của tôi. Anh báo cho em một tin vui nè. Chuyện gì vậy anh? Con gái của vợ chồng mình xuất hiện trên báo. Có thiệt không? Em đọc đi. Diễn viên Cao Thiên Tuế đã xuất hiện trở lại. Trời đất, anh ơi, thật tình là em không thể nào tin vào mắt mình nữa. Vở kịch Thế Giới Pha Lê sẽ công diễn vào ngày 11 này. Anh ơi, em vui quá. Như vậy là em sắp được gặp con gái của em rồi. Cuối cùng thì trời phải cũng đáp lại lời cầu nguyện của em rồi đó. Em sẽ gặp được con gái của em. Thôi, anh đi làm đây. Chào hai mẹ con nha. Dạ. Vậy bây giờ mẹ định sao? Còn sao nữa? Mẹ sẽ đi tìm gặp con gái của mẹ chứ sao? Nhưng mà cổ đâu có nhận mẹ đâu. Bây giờ có tường sắt cũng không thể nào ngăn cản mẹ được. Mẹ đã sai lầm một lần khi bỏ rơi đứa con yêu quý của mình. Thì bây giờ bằng mọi giá, mẹ phải giữ nó lại bên mẹ chứ. Có thật là mình tiến bộ nhiều trong diễn xuất như anh Cao định phát biểu không? Tự nhiên lần này sao mình thấy sợ quá. Nếu mà có chuyện gì trên sân khấu, chắc người ta cười thối mặt mình quá. Phải chi mình lấy anh Xuân Lăng, chờ sống yên ổn, thì chắc là mình sẽ hạnh phúc lắm. Lúc này là lúc nào mà mình còn mơ mộng như vậy nữa. Bây giờ mình phải sống như con trai của mình chứ. Mình chỉ hơi thắc mắc, không biết tại sao thầy Phước cứ luôn cố khuyên mình tìm hiểu về cha mẹ. Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có tôi với anh ăn sáng vậy? Hương với cả bé Nhím thì phải đi học từ sớm nên là ăn trước rồi. Còn bà mẹ vợ tôi thì đi tập thể dục mà lại ăn luôn ở ngoài đó. À, một lát nữa tôi sẽ đi lên văn phòng luật sư, sau đó sẽ vào trại giam để thăm Lan Phương. Cậu có đi với tôi không? Đi cũng được. Tôi muốn gặp cô nàng gia sư đó. Ừ, thế đi nhé. Mọi người làm việc rất tốt. Thôi hôm nay tạm nghỉ. Yeah. Em đi lo việc đi. Dạ. Còn khỏe không bông sen? Ba đến đây có chuyện gì? Bác đi tìm con. Tìm con làm gì? Thì con sống ở nhà bác một thời gian. Bây giờ con đi rồi, bác nhớ con lắm. Còn con thì con muốn quên khoảng thời gian đó đi. Bác biết là khi ở nhà bác, con bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng mà chẳng lẽ bao nhiêu điều tốt đẹp con quên hết rồi hay sao? Con chỉ không thể quên được. Người ta đã đối xử với con như đứa ăn cắp, rồi còn đuổi con ra khỏi nhà. Con à, bác biết là con buồn lắm, nhưng mà chỉ là hiểu lầm thôi con à. Nhưng bác đã im lặng, bác không hề bênh vực con. Bác để người ta đổ oan cho con là đứa ăn cắp vậy á.
Mà cũng đúng thôi, bác phải binh vực con gái của bác chứ, sao bác binh con được. Kìa con, bác xin lỗi, nhưng mà bác xin con đừng có như vậy với bác được không? Chứ bây giờ bác muốn con đối xử với bác sao? Con phải nồng nhiệt tiếp đón bác sau tất cả những gì mà nhà bác gây ra cho con hả? Bác xin lỗi mà. Thôi, bác về bác nhắn lại với chồng của bác á, là con bây giờ không còn là đứa vô học rồi hay ăn cắp giặt như hồi xưa để cho ổng sỉ nhục nữa đâu. Mông Sen à, chẳng lẽ con oán trách gia đình bác đến như vậy hay sao? Con không thể tha thứ được à? Việc con có tha thứ cho bác hay không bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì với bác nữa. Thôi, con bận rồi, con còn phải tập kịch nữa, bác đi về đi. Nhưng mà bác có chuyện này muốn nói với con. Con đã nói với bác rồi là con không muốn nghe gì nữa đó. Bây giờ con bận lắm, con phải học kịch bản rồi, bác đi về đi. Bông Sen à, bác đi về đi. Con chào bác. Chào cậu. Bác đã nói chuyện đó với cô ấy rồi. Chuyện gì? Thì chuyện bác là mẹ ruột của cô ấy. Cậu biết à? Con biết. Tôi chưa nói. Nó hận gia đình tôi. Nó bị tổn thương quá nhiều. Bác, con nghĩ bác không nên nói chuyện đó ra lúc này. Bởi vì Bông Sen mà biết được bác là người mẹ đã bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẽ hận bác hơn nhiều. Ông Sen, bà ấy nói chuyện gì với em mà em buồn vậy? Không, đâu có nói gì đâu. Tại mỗi lần nghĩ về căn nhà đó là em không thể nào vui hơn được. Chắc là họ đã hối hận và bà ấy đến đây muốn mời em về ở lại căn nhà đó chứ gì. Quên đi, họ không cần em đâu. Mà cho dù họ có ý đó thì em cũng không thèm về. Anh nghĩ sao mà em có thể sống chung với con Kim Quân đạo đức giả ích kỷ đó được. Đúng vậy, bây giờ em đã là một diễn viên, có hàng ngàn người hâm mộ em. Tội gì em phải ở cái căn nhà đó, rồi để họ đè đầu cưỡi cổ, rồi còn mang tiếng là ăn nhờ ở đậu, có đúng không? Bác ạ, con nghĩ bác không nên nói chuyện đó ra lúc này. Bởi vì Bông Sen mà biết được bác chính là người mẹ đã bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẽ hận bác hơn nhiều. Không hiểu sao dạo này bác Hải Thụy lại hay đi tìm mình. Hình như sự có mặt của mình rất có ý nghĩa với bác Thụy. Mình không nên hắt hủi bác vậy. Mình luôn có cảm giác rất gần gũi, rất ấm áp khi ở bên bác. Giống như đó là mẹ của mình vậy. Nhưng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi mình.
Tôi tên Lâm. À, mời anh ngồi. Lâm. À, nghe nói tên Lâm mà tôi nhớ đến một chi tiết cô Lan Phương hay nói với tôi. Sao? Thế cô Lan Phương nói gì vậy? Cô ấy mang máng nhớ đến một cái tên nhưng mà không nhớ người đó là ai. Luôn miệng nhắc tên Lâm. Chắc chắn không phải là tôi rồi. Vì tôi chưa gặp cổ mà. Xin lỗi. Alo. Ừ, tôi sẽ đến ngay. Vậy đi ha. Gì vậy anh? Sao? Thế cô Lan Phương nói gì vậy anh? Tôi có việc phải đi rồi. Tôi mới nhận điện thoại từ trang trại. Tôi không qua gặp Lan Phương được. Thôi, thế bây giờ để tôi có chuyện gì à? Thôi, tôi đi taxi được rồi. Anh lo việc của anh đi nha. Chào luật sư. Chào anh. Nhà mình có khách lạ đến ở. Sao không ai nói với tôi một tiếng nào thế? Đấy là bạn anh Nam mới ở Bảo Lộc xuống. Anh đi tìm người yêu. Mà tại hôm qua bác không xuống ăn cơm mọi người nên bác không biết đấy. Tôi không thích có người lạ ở trong nhà. Đi ra đi vào bất tiện lắm. Nếu không thích thì bác cứ việc chuyển đi. Anh con chắc cũng không phiền lòng đâu. Ô, ai dạy cô cái thói ăn nói hỗn láo với người lớn thế hả? Con xin lỗi. Tại con đang có chuyện bực mình. Mà bác cũng buồn cười thật. Chẳng nhẽ anh Nam lại không có quyền mời bạn bè anh đến nhà chơi vài ngày à? Bác lấy quyền đâu ra mà khó chịu. Luật sư Dũng đã nói với anh rằng vụ của em đang tiến triển rất tốt. Bản báo cáo của bác sĩ Thịnh và các đồng nghiệp ở bệnh viện tâm thần được đánh giá rất cao. Điều đó rất có lợi cho em đấy. Em biết bác sĩ Thịnh đang cố thuyết phục bồi thẩm đoàn và chánh án. Em chỉ mong vụ án này mau chóng kết thúc thôi. Ngồi trên ghế bị can đối với em là một cực hình. Nhưng em biết không, hành động nhận tội của em là một hành động rất thiếu sáng suốt. Bác Phương, Kỳ Nam, anh quên rằng chính đôi bàn tay này đã trực tiếp gây ra vụ án đó hay sao? Đã gây ra tội lỗi đó hay sao? Anh quên à? Đúng, anh biết. Chính đôi bàn tay này. Nhưng ý chí lúc đó của em là một ý chí khác. Em đang bị một người khác điều khiển. Em biết rõ bệnh tình của mình mà. Lan Phương, em biết em làm như vậy là em phụ công của tất cả mọi người không? Em không được phép buông xuôi. Nói thật, em cảm thấy trường hợp của em là bế tắc. Hoàn toàn không có một lối thoát nào cả. Con nói sao? Con phải tới tòa để lấy lời khai à? Chả hiểu sao tự nhiên mấy người đó cần lời khai của con nữa. Thiệt là phiền phức quá. Không phải là con rất muốn Lan Phương ở tù sao? Để không còn ai tranh giành Kỳ Nam với con. Việc lấy lời khai ở tòa không phải là cơ hội tốt cho con sao? Ba nghĩ con xấu vậy hả? Con gái ba làm gì xấu bụng cỡ đó. Nếu mà ba đã nói vậy, con không tới tòa. Vậy rồi sao? Ba nghĩ là con nên tới đó. Bởi vì đó là trách nhiệm của người công dân. Tòa đã gọi rồi đó, chắc chắn là phải có lý do. Ừ, vậy thì con tới. Với một người nhút nhát và hay xấu hổ như em thì việc đó anh có thể hiểu được. Nhưng anh tò mò muốn biết rằng có phải lúc nào em cũng kém tự tin, nhút nhát như vậy không? Không! Tại sao anh và ông bác sĩ kia cứ luôn nghĩ rằng em là kẻ gây ra cái chết của em gái em chứ? Tại sao cứ dồn đuổi em vào chân tường chứ? Em thề, em không biết chuyện đó, em không làm gì liên quan tới chuyện đó cả. Vậy sự việc như thế nào? Em nói đi. Xin anh đừng hỏi em nữa. Em xin anh, em không chịu được nữa, đừng hỏi em gì nữa. Em không liên quan tới cái chết của em gái em. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, ngồi xuống. Bình tĩnh, anh tin em, ngồi xuống. Không sao đâu. Anh tin em. Ba nghe chị Sáu nói mẹ con ra ngoài. Con có biết mẹ con đi đâu không? Dạ không. Hôm qua không biết mẹ con đi đâu về. Mà về nhà rồi im lặng không nói gì hết. Làm cho ba lo quá. Ba lo làm gì? Mẹ có phải con nít đâu. Ba sợ mẹ con lại đi tìm bông sen. Thì hôm qua chính ba đã nói cái tin đó với mẹ rồi còn gì. Vậy thì giờ ba lo làm chi? Ba không muốn lừa dối mẹ con. Không nói chứ không có nghĩa là lừa dối ba à.
Kim Quân nè. Đôi lúc ba cảm thấy con rất là ích kỷ. Nếu con muốn đạt điều gì đó, con có thể làm mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được. Con thấy giống như là ba đang tìm mọi cách để vu khống con rửa con ra khỏi nhà vậy đó. Để sau đó là ba rước con gái ruột của ba về đây ở, đúng không? Ba không nghĩ chị. Nhưng mà mẹ thì có. Ba sẽ nghĩ sao nếu mà mẹ đem con nhỏ ăn cắp nó về đây? Thì ba chấp nhận nó như một thành viên trong gia đình mình thôi. Alo, tôi vô bên đi. Sao? Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Có chuyện gì vậy ba? Mẹ con bị tai nạn, đang nằm bệnh viện. Tam Phương này, anh kể cho em một chuyện nhé. Hôm nay có một người bạn của anh, một người bạn đi học cùng anh, đã đến nhà anh chơi và hay tâm sự với anh. Hôm nay anh ấy cũng định đến đây để thăm em đấy, nhưng rất tiếc là đi giữa đường anh ấy lại có việc mất. Lần sau anh sẽ đến thăm em. Em vui không? Dù sao thì cũng mừng cho anh. Ít ra thì anh cũng đã tìm được một người bạn để có thể trò chuyện, giải tỏa bớt những căng thẳng từ vụ án này. Hai, con có chuyện này muốn nói cho hai nghe nè. Chuyện gì nữa? Bác Hải Thủy có đến nhà hát để tìm gặp con. Vậy hả? Rồi, bác có yêu cầu gì con không? Bác Hải Thủy chỉ nói là muốn gặp con. Mà tại lúc đó con tập xong con mệt quá nên con hơi nặng lời với bác. Rồi thấy bác đứng đó cũng cam chịu chứ không có nói gì hết. Trời đất ơi, thiệt à. Sao con lại đối xử với bà như vậy? Bà Hải Thủy dù gì đi nữa cũng là người tốt. Con làm như vậy là bà buồn lắm đó. Con cũng biết là con đối xử như vậy là hơi tàn nhẫn. Nhưng mà hay biết sao không? Con không muốn dính dáng gì đến gia đình đó nữa hết á. Nhưng mà thế nào rồi bà về bà suy nghĩ bà cũng buồn lắm đó. Ủa, hai đứng vậy hay đi đâu vậy? Nói con, hai tính qua thím Ba Ngự. Con biết không, lúc này thím có một mình hả? Bà buồn lắm. Qua bển nói chuyện với bà, chuyện này chuyện kia cho bà khuây khỏa vậy mà. Đúng rồi, sẵn hay qua dì ba, có gì hay gửi lời nhắn của con đến dì ba là ở trong nhà hát của con đang cần tìm một người phụ việc. Hay hỏi thử coi dì ba có muốn đến làm cho con không? À, tức là con tính kiếm người phụ việc đó. Thì tại anh Định anh kêu vậy đó. Anh nói con cần một người để phụ con mấy công việc lặt vặt linh tinh, giống như là thay đồ diễn rồi này nọ mà. Trời ơi, phải rồi, lúc này kiếm thêm bạn phải không, đâu cần tôi nữa. Hai cứ nói vậy không à, tại giờ nếu mà hai đến nhà hát thì phụ con, rồi ai ở nhà chăm sóc con của con, hộp lấy bồng nó theo luôn đúng không? Nhỏ này nói chơi. Được rồi, bà hai sẽ nói lại cho thím ba thím hay. Trời ơi, thím có công việc làm này bà mừng lắm, bà đỡ rầu cũng biết không? Bởi vậy con là con thương bà hai nhất á. Tội nghiệp bà hai quá. Bà hai yên tâm đi, sắp tới con của con lớn thêm xíu nữa con không để hai cực nữa đâu. Con gửi nó vô nhà trẻ hay thấy làm sao? Cái gì? Trời đất ơi, dẹp chuyện đó nha. Ở nhà trẻ đó, mấy cô giáo nhà trẻ ta coi một lần mười mấy hai chục đứa, làm sao mà bằng tôi được? Hai cứ nói vậy không mà. Người ta giáo viên ở trong nhà trẻ thì có gì người ta cũng có kinh nghiệm với lại có chuyên môn nữa, không có sao đâu. Không có sao gì hết á, bây giờ trước mắt là không đó. Tôi coi nhỏ được rồi. Đi à? Đúng là cháu bà nội tội bà ngoại mà. Trời đất ơi, tôi tình nguyện mà. Hai. Gì nữa? Con thấy dì ba tội nghiệp quá à. Con tính gửi cho dì ba ít tiền hay thấy sao? Thì con suy nghĩ vậy thì tốt thôi. Nhưng bà hai thấy con không nên gửi tiền. Nhà ta mặc dầu là ta nghèo đó, nhưng mà đưa bà không có nhận đâu. Không sao đâu, con nghĩ là từ từ rồi mình tìm cách khéo khéo mình đưa cũng được. Thôi hai đi. Thôi vậy đi hang. Hai đi à. Không biết bác Hải Thủy bây giờ ra sao nữa. Mình đã thô lỗ với bác. Có lẽ bác đang buồn lắm. Mình tệ thì không biết giờ này bác thế nào rồi đó. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Chấn thương bên trong khá nguy hiểm. Hiện giờ thì tôi vẫn chưa thể cho ông biết được những chẩn đoán chính xác. Ông hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chào ông. Hải Thủy, em không thể chết được. Em không thể chết như thế này được. Chị Kiến Thiên sao?
Tính có đi giúp được cho con bông sen ở nhà hát không? Giúp cho bông sen lúc nào thì mừng lúc đó. Miễn sao em ở gần con bé là em vui rồi. Chị, em nghe nói không khí nhà hát chỗ đó nó cũng được lắm á chị. Thím nói vậy là đỡ rồi đó. Bông sen nó nói nó sẽ gửi tiền hàng tháng cho thím, cho thím chi tiêu, có khi có dư để dành nữa đó. Chị kỳ quá à, tiền bạc gì cũng biết nữa. Cho em ăn cơm ba bữa là vui rồi. Thím nói vậy sao được. Thím làm gì thím giàu lắm vậy. Chị đừng có lo. Em á, em có những gì á là em đã đủ sống rồi. Miễn sao á là giúp được bông sen, giúp những gì cô ấy cần. Trời ơi, được thím giúp là tốt lắm rồi. Nè, chút nữa đem bông sen đó bồng thằng thằng cục cưng của nó lại thăm thím đó. Thì con chị, ừ, nhỏ đâu sao chị? Trời ơi, nó dễ cưng lắm. Bà Hai. Ủa, cậu Nam. Bà Hai khỏe không ạ? Trời ơi, nhờ cậu Nam. Bà Hai à, con rất muốn gặp bông sen. Cậu không gặp con nhỏ được đâu. Tụi tôi đâu còn ơi. Cậu không. Thế sao bà Hai vẫn còn đang ngồi đây à? Tôi lại đây tôi thăm thím ba nè. Ở đây nữa. Bà nói đúng đó. Họ không còn ở đây nữa. Cho nên cậu được tới đây tìm mất công lắm. Bà Hai à, con có một chuyện rất muốn gặp bông sen. Con rất cần gặp cô ấy ạ. Trời ơi, cậu cần cũng không được nữa. Tôi không có dắt cậu đi được. Cũng không được nữa. Bà Hai à, tại sao bà lại ghét con như vậy? Thật sự con gặp bông sen thì đâu có lỗi gì đâu ạ. Bà Hai, bà cho con gặp bông sen đi ạ. Trời ơi, mà cậu đừng có nói mất công. Tôi không có dắt cậu đi được. Bây giờ cậu đi đi. Giờ tôi có mắc nói chuyện riêng với thím ba đây nè. Mà thôi bây giờ cậu nói nhiều vô ích lắm. Bây giờ con muốn tìm mà cậu đi tìm mình cậu đi. Ha. Trời đất ơi, bông sen. Cậu đừng có ngang bướng nữa. Đã nói tụi tôi không có còn ở đây nữa. Bông sen, anh biết em ở trong đấy mà. Em ra đây gặp anh đi. Bông sen. Chị có nhớ là con bông sen đang trên đường tới không? Đúng như vậy, nó đang ẩm con nó tới đó. Thì kệ nó gõ đã nó đi à. Nè, tôi dặn thím nha. Không được nói cho ai biết chỗ ở tụi tôi nghe không? Dạ, chị yên tâm đi. Đúng không? Em kín miệng lắm, em không nói cho ai biết đâu. Từ ra bông sen đã yêu cầu. Rồi, cứ đi nha. Ừ. Bông sen à, anh biết em ở trong đấy mà. Bông sen. Bà Hai. Bà Hai. Cái gì vậy? Bà Hai. Bà làm ơn đi. Ôi, không có làm ơn vậy đó. Cậu làm ơn cậu lịch sự dụng cái được không? Cậu đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không thể nào dắt cậu tới đó được hết trơn á. Có bông sen nó biết hả? Nó giận tôi biết bao nhiêu. Cậu kỳ quá. Con bông sen nó không muốn biết gì về cậu nữa. Bà, thế có thật sự là bông sen không còn yêu con nữa không? Ủa, vậy chứ chẳng phải nó đã nói với cậu rồi sao? Có, cô còn nói với con chuyện đó. Cô còn nói rất nhiều lần nữa là khác. Nhưng mà con... Thôi, không có nhân nhị gì hết. Cậu đi đi. Con rất cần nói chuyện với cô ấy. Bà Hai. Thôi, không dẹp đi. Bà Hai. Ủa, sao anh ta lại đứng ở đó với bà Hai? Nếu anh ta là tiền thì hay biết mấy. Mình gặp anh ta ở mọi nơi. Đúng là càng trốn thì càng gặp. Anh ta vẫn đi tìm mình, trong khi đang lo lắng cho một người phụ nữ khác. Cái cô gia sư đó, anh ta đúng là đùa bắt cá hai tay. Bà, sao chung bà có phải lo lắng ấy? Ai đấy ạ? Cái gì? Cậu nói gì lo lắng? Có cậu lo lắng nhưng mắc gì tôi lo lắng? Đúng. Con đang rất lo lắng đấy ạ. Con lo lắng là bông sen sẽ lấy chồng mất ạ. Đúng. Nó sắp đám cưới rồi đó. Ủa mà tôi nghe cậu cũng sắp cưới vợ mà. Đó chỉ là thông tin của báo chí thôi. Con có nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chuyện đấy là của tương lai, chứ không phải là bây giờ. Phải rồi, sao bây giờ được? Mắc ở tù mà, sao bây giờ được? Đợi chừng nào thả ra cưới, phải không? Con đã nói với bà Hai rồi, cô chỉ bị tạm giam thôi. Sắp tới đây cô sẽ được thả tự do thôi ạ. Vậy hả? Vậy đi lo cho anh ta đi. Bà Hai, sao cậu cứ đi theo con bông sen hoài vậy? Cậu tính cậu hành hạ nó phải không? Tôi nói thiệt cậu, nếu cậu thật lòng yêu con sen đó thì cậu đã không lấy người phụ nữ đó. Bà Hai, con đã nói rồi, báo chí nói không đúng sự thật ạ. Gì? Cậu mới nhận tội bây giờ cậu chối không? Cậu chối phải không? Bà Hai, tại sao con nói như thế nào bà Hai cũng không chịu hiểu nhỉ? Hiểu sao được mà hiểu. Con xin phép con về.
Bông Sen, Bông Sen, mẹ đây. Hai Thủy, bình tĩnh lại. Anh đây, chồng em đây. Hai Thủy, tỉnh lên đi. Anh đây. Thấy trong người sao rồi? Em thấy đau hết cả người, em mệt lắm. Em tới nhà hát đi làm gì? Em tới để gặp con. Trời, thật chuyện không đáng. Em muốn nói cho con biết, em muốn cho con biết sự thật là chúng ta là cha mẹ ruột của nó, nhưng mà con không chịu gặp mặt em, nó không muốn nghe em. Em thật là hèn nhát, em đã không dám nói cho con biết sự thật, em sợ nó hận em. Em phải nghĩ ngay đi, đừng nghĩ đến chuyện đau lòng đó. Con bé sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta đâu. Chính vì vậy mà em đau lắm. Em đã ra về, nhưng mà trước cửa nhà em đã gặp người đàn ông đó. Cái gì? Cao Định. Chính anh ta đã nói rằng đừng nên cho Bông Sen biết sự thật. Anh đã đồng ý với cậu ta về chuyện đó. Nhưng mà em không cam tâm, em đã quay lại nhà. Em muốn nói cho con biết, em đã hoang mang, em lo lắng. Chính vì vậy mà em đã bị Bông Sen. Bông Sen, biết yêu tình sẽ mong manh, thì giữ trái tim hướng dẫn là tình anh. Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh, em mang hết tình cho anh mãi mãi. Biết yêu tình sẽ mong manh, bất ngờ sẽ đi đâu một nào là tình anh. Biết yêu là sẽ cho anh con tim hết lời yêu thương mãi mãi. Biết yêu tình sẽ mong manh, thì giữ trái tim hướng dẫn là tình anh. Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh, em mang hết tình cho anh